Wow, hôm nay bạn Kiệt lớn, Kiệt nhỏ với bạn Văn Châu đi đâu đây? Wow, các bạn ơi, hôm nay là mùa Giáng sinh sắp tới rồi. Ba bạn nhỏ quá trang này sẽ bắt đầu đi săn kẹo Giáng sinh nha. Rồi, bắt đầu coi ai săn nhiều hơn nè. 1, 2, 3, đi thôi. Rồi, kiếm kẹo đi. Wow, cho bạn Văn Châu thấy rồi. Rồi, ngừng tiếp. Ngừng tiếp với nay con cũng già Noel đã săn được hũ kẹo rồi hả? Wow, cũng lâu tìm được kẹo chưa? Đâu kẹo đâu? Ui kẹo quá trời luôn các bạn ơi, rồi tìm nữa đi. Người tiếc mạnh quá các bạn ơi, rồi tìm nữa đi. Wow, bên đây thấy rồi hả? Nhiều kẹo không? Trời ơi, kẹo gì vậy? Kẹo xoài hả? Ui nhiều quá các bạn ơi, có kẹo dưa gan nữa, kẹo đu đủ nữa nha. Rồi qua con người tiếc, coi người tiếc đâu rồi. Người tiếc làm kẹo được chưa? Và các bạn ơi, người tiếc lụm được quá trời kẹo luôn. Còn không? Wow. Rồi bây giờ bắt đầu là đếm kẹo, có ai nhiều kẹo hơn nha. Rồi, kẹo của người tuyết đâu? Đây các bạn ơi, để coi kẹo của người tuyết bao nhiêu cục đây. Đây. Wow, kẹo gì mà đẹp dữ hả? Đây, sao ngồi trời? Thôi ngồi cũng được hả, người tuyết ngồi không được, thôi cầm đi. Rồi đưa đây, đổ kẹo vô đây. Đây nè các bạn ơi, đây là kẹo trái thanh long nè. Ôi kẹo trái xoài luôn. Wow. Có kẹo trái gì đây? Trời, trái bơ đó. Trái bơ nè, rồi trái thanh long. Rồi trái mãng cầu nè. À, mãng cầu nữa. Rồi trái xoài. Rồi trái xoài luôn. Rồi trái đu đủ. Wow, nhiều quá. Và bốn cục kẹo thanh long. Rồi, rồi. Ê. Rồi, rồi, bỏ vô hũ nha, bỏ vô hũ đi. Đâu, bốn ngựa con đâu? Đây các bạn ơi, có bạn ngựa con nè, có kẹo gì đây? Ngựa hải, ngựa ta, ba cục đây. À, ngựa con có đủ đủ trái xoài luôn các bạn ơi. Ít hơn bạn người tuyết nha. Rồi, bỏ vô hũ thôi. Rồi, để xem kẹo của... Wow, trời ơi, khủng long lụm quá trời kẹo luôn nè. Đây, một cục thanh long nè. Wow. Ba cục nè, 4, 5 cục luôn. Quả wow, khủng long có cục kẹo mút nữa các bạn ơi. Trời, nhiều quá. À, được rồi, rồi bỏ vô đi. Bây giờ thưởng cho mỗi người ăn thử kẹo nha. Rồi bây giờ sẽ ăn kẹo đu đủ. À, kẹo đu đủ hả? Rồi. Ăn kẹo bơ. Rồi, người tuyết sẽ ăn kẹo đu đủ nha. Rồi, bạn ngựa con sẽ ăn kẹo mút nè. Kẹo bơ. Cũng long sẽ ăn kẹo bơ. À, đây là đâu? Đu đủ ngon nhất nữa ta. Wow, bên trong đu đủ là kẹo gì ạ? Sô-cô-la. À, các bạn ơi, bên trong cái trái đu đủ với trái bơ là sô-cô-la kẹo nha. Ui, sô-cô-la có nhân nè, đã quá. Của Văn Châu là cục kẹo mút nha. Và hay quá các bạn ơi. Đó, người tuyết này. Rồi, bây giờ chạy đua thử không? Bây giờ cho khủng long với người tuyết chạy đua, ai chạy nhanh nha. Rồi, bây giờ xếp hàng vô đi. Rồi, khủng long với người tuyết chạy đua trước. Rồi, xếp hàng ra. 1, 2, 3, chạy. Quánh đầu về nghe, ai mà chạy quay về trước là thắng. Rồi, quánh đầu về. Và các bạn ơi, khủng long giò dài chạy nhanh quá. Rồi bây giờ ngựa tuyết với con ngựa con chạy nha. Chuẩn bị nghe ngựa con. 1, 2, 3. Rồi quay đầu lại. Và các bạn, ngựa tuyết với ngựa con chạy đều rồi. Rồi bây giờ ba người nghe. Chuẩn bị nè nghe. 1, 2, 3 chạy. Rồi quay về. Cái người tuyết chạy lố luôn rồi. Và hôm nay vui các bạn ơi. Đây là trang phục hóa trang Halloween của các bạn này, quên, hóa trang Giáng sinh của các bạn này nghe. Như vậy là hôm nay các bạn này đi săn mấy lớp loại kẹo, kẹo mới nha các bạn. Đây kẹo mới nè. Đến đây là hết nha. Hẹn các bạn những video lần sau nghe. Bye bye đi.